Thu Hoài rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm tin thanh niên tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới biển đảo do Trung ương Đoàn phát động, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo Việt Nam, ngày 3 tháng 7 tại trường Trung học phổ thông Bố Hạ, huyện Yên Thế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình truyền thông chủ đề Biển đảo Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ. Chương trình có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên với các nội dung thi tìm hiểu kiến thức chủ đề tuổi trẻ Bắc Giang với chủ quyền biên giới hải đảo thông qua hình thức trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam, tìm hiểu qua hình ảnh và thuyết trình. Trước đó, chương trình giáo dục chính trị tư tưởng chủ đề nghĩ về nơi biên cương hải đảo với hình thức viết bài đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hơn 1.000 lượt bạn trẻ tham gia. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Thị Nhâm, xã Tam Hiệp và 3 gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo. Nhằm phát huy gìn giữ các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 5 tháng 7 tại trường Trung học phổ thông Mỏ Trạm, huyện Yên Thế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội Thanh thiếu nhi dân tộc tôn giáo năm 2020 với sự tham gia của 600 đoàn viên thanh niên. Ngày hội diễn ra các hoạt động tuyên dương danh hiệu Thanh thiếu nhi dân tộc tôn giáo tiêu biểu năm 2020, liên hoan nghệ thuật sắc màu dân tộc, trao giải cuộc thi video clip nét đẹp văn hóa dân tộc Bắc Giang, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động sinh hoạt tập thể, tập huấn công tác dân tộc tôn giáo cho đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn huyện Yên Thế. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 4 gia đình người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện Yên Thế, tổ chức trao tặng 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Buổi chiều cùng ngày, tại sân vận động Bảo Sơn Long, thành phố Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đá Bắc Giang và các đơn vị tài trợ đồng hành tổ chức khai mạc giải bóng đá hạng nhất Bắc Giang League năm 2020. Giải bóng có sự tham gia của 8 đội tuyển: FC Hùng Vương, FC La Masia, FC 1982 BG, FC Yên Dũng, FC 8X Lục Ngạn, FC Minh Phát Lạng Giang, FC Tốc Man Lục Nam, FC TBG Tuấn Anh Hiệp Hòa, thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các trận đấu diễn ra vào 14 giờ 30 phút ngày Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 tại sân vận động Bảo Sơn Long, thành phố Bắc Giang. Sáng ngày 9 tháng 7 tại trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2, huyện Tân Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 1.700 suất quà cho tình nguyện viên và 2.000 suất quà cho học sinh của thành phố Bắc Giang với tổng trị giá 570 triệu đồng. Vận động trao 30 buổi học tiếng Anh miễn phí và 300 suất quà cho đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ lần thứ 10 năm 2020 với trị giá 45 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, 1.700 tình nguyện viên đã tham gia tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống rác thải nhựa, phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ Lam Cốt, vệ sinh thu gom rác thải khu vực sông và Ủy ban nhân dân xã Lam Cốt, cắt tóc miễn phí cho hơn 100 thanh thiếu nhi và người dân xã Lam Cốt, tổ chức dạy tiếng Anh cho 105 học sinh trường tiểu học Lam Cốt. Sáng ngày 22 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ tỉnh Bắc Giang lần thứ 10 năm 2020. Tham dự đại hội có 130 đại biểu Cháu ngoan Bắc Hồ là những điển hình đội viên thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Điển hình trong thực hiện cuộc vận động thiếu nhi Bắc Giang thi đua thực hiện tốt 5 điều Bắc Hồ dạy, đại diện cho hơn 250.000 đội viên thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Giang. Tại đại hội, các đại biểu cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật Măng non Bắc Giang xứng danh Cháu ngoan Bắc Hồ, xem phóng sự Thiếu nhi Bắc Giang làm theo 5 điều Bắc Hồ dạy và tọa đàm Gương sáng thiếu nhi, giao lưu với các gương đội viên thiếu nhi có nghị lực vượt khó vươn lên, thiếu nhi tài năng, sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, cử đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ toàn quốc lần thứ 9 năm 2020. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tuyên dương 130 thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bắc Hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Hội đồng đội Trung ương tặng huy hiệu phụ trách giỏi cho 10 anh chị tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng công trình Vì đàn em thân yêu trị giá 200 triệu đồng để xây dựng bể bơi và điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình đại hội,
ngày 21 tháng 7, đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đã báo công dâng Bác tại khu di tích Phủ Chủ tịch và gặp mặt báo công với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự liên hoan chỉ huy đội giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các em đội viên thiếu niên nhi đồng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Bắc Giang, truyền thống vẻ vang, hào hùng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, không ngừng thi đua học tập, lao động, rèn luyện và tham gia có hiệu quả các phong trào của đoàn đội để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ, thiết thực tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh các huyện Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hòa phối hợp tổ chức chương trình giáo dục truyền thống Người truyền lửa. Chương trình được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa thông qua việc tái hiện các sự kiện, câu chuyện lịch sử, trích đoạn một tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục về lịch sử, truyền thống, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp với tọa đàm, diễn đạt mở, giao lưu tìm hiểu các tiểu phẩm, trao đổi chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn khi tham gia chiến trường giữa hội viên Hội Cựu chiến binh với đoàn viên thanh thiếu niên. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tối ngày 25 tháng 7, tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật Màu Hoa Đỏ. Tại đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn trao tặng 45 suất quà với trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Hương Mai. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà 4 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thi công công trình sơn mới nhà cho gia đình Bác Đỗ Xanh Nguyên là thương binh trên địa bàn xã Hương Mai với tổng giá trị 20 triệu đồng. Trong dịp này, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chỉnh trang, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng, trong tháng 8, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mỗi đoàn viên thanh niên phải có ý thức trách nhiệm trong tham gia phòng chống dịch, giữ gìn vệ sinh, sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường hoặc đến nơi công cộng, đồng thời hạn chế đến các khu vực tập trung đông người khi không thực sự cần thiết. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tổ chức sáng tạo các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuyên truyền kết quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Chương trình Điểm tin thanh niên đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.